Kính thưa các bạn, sau một thời gian chuẩn bị khẩn trương, bắt đầu từ ngày 1 tháng Giêng năm 1995, Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện chương trình phát hành mới như sau. Trên kênh 9, chương trình hàng ngày sẽ có 2 buổi phát hình. Buổi thứ nhất bắt đầu từ 6 giờ sáng và kết thúc vào khoảng 10 giờ. Buổi thứ hai bắt đầu từ 19 giờ, kết thúc vào khoảng 22 giờ 30. Riêng ngày chủ nhật có thêm một buổi chiều từ 15 giờ đến 16 giờ. Trên kênh 7, chương trình hàng ngày sẽ có 2 buổi phát hình. Buổi thứ nhất bắt đầu từ lúc 6 giờ, kết thúc khoảng 10 giờ. Buổi thứ hai bắt đầu từ lúc 14 giờ, kết thúc vào khoảng 23 giờ. Việc tăng thêm buổi và giờ phát hình nhằm mục đích phục vụ tốt hơn đông đảo các tầng lớp nhân dân theo các yêu cầu sau đây. Tăng thêm một số tiết mục và chương trình trên nhiều lĩnh vực, trong đó giờ phát các chương trình giải trí như phim truyện, thể thao, ca nhạc sẽ tăng thêm đáng kể. Tăng thêm việc phát lại nhiều chương trình tiết mục để những ai không có điều kiện theo dõi vào giờ này sẽ có thể xem vào giờ khác, buổi khác, ngày khác. Thưa các bạn, việc tăng giờ và mở rộng chương trình phát hình trên cả hai kênh 9 và 7 trong hoàn cảnh khó khăn như hiện nay là một công việc rất phức tạp, đòi hỏi nhiều công sức, thời gian, kinh phí và thiết bị kỹ thuật. Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh đã hết sức cố gắng, song chắc chắn không thể tránh khỏi những sai sót, nhược điểm và những điều chưa hợp lý. Chúng tôi kính mong quý khán giả thông cảm và nhiệt tình đóng góp ý kiến để chương trình của đài ngày càng được cải tiến, hoàn chỉnh hơn, đáp ứng tốt hơn sự mong đợi của quý khán giả. Các bạn thân mến, sau một thời gian chuẩn bị, bắt đầu từ ngày 1 tháng Giêng năm 95, toàn bộ chương trình của Đài truyền hình Việt Nam phát qua vệ tinh sẽ được Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh tiếp sóng trên băng tần UHF kênh 28. Như vậy, từ ngày 1 tháng Giêng năm 95, chương trình thời sự của Đài truyền hình Việt Nam phát trên kênh 9 từ 19 giờ 17 phút đến 20 giờ sẽ không có nữa. Mời các bạn theo dõi chương trình mới của Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh trên kênh 9 và kênh 7 và chương trình của Đài truyền hình Việt Nam trên kênh 28 UHF như đã thông báo. Và sau đây, xin mời các bạn theo dõi phần hướng dẫn dò sóng tìm băng tần UHF kênh 28 để xem chương trình của Đài truyền hình Việt Nam.